lúc nhờ Phật về ngài rất quá thì là một pháp phương là không quên lời ngài, là nhờ ngài nhắc lại cho con biết. Ô Phật. Thiện đức cùng tái viện đã tặng thiền ốm ngủ độ phú đưa tạc quang hùng đến quại đỉnh giờ này từ cửa nam phương tây phương đến cửa bắc phương lần nữa thiền chữ đây cùng cái đủ thiết lập cái đang nguyện cầu âm linh siêu độ cảm phiền ông mẫu độ phu đưa các quan hùng về nơi tình cảnh đức bấy nhiêu thiền sư đây cùng cái chủ sẽ ban thưởng. Dạ, dạ, Phật ngài tôn sư, cái lòng còn ra đi thì lòng lại dằn lầm. Tôn sư mà kiểu đỏ thì đò này phải quá cái tôn sư à. Hôm nay lòng hiểu đạo quảng bỏ phân phái rồi bà thu hương nguyện thân tuyền bà phạm thì loan rồi cùng bà nguyện thì thu hương ân đặng sĩ hồng cùng bà nguyện thì minh đức rồi bà lễ thì thao rồi ông trình đình dục mong hoàng đình thông rộng vợ đình long cùng nam nữ phật tử ba miền trở về đấy mà đến lòng hiểu đạo. Ôi cho bà con ơi ông cổ tiên thì muộn đời còn nhớ mãi nghĩa sinh thành của cha vì mẹ thì chẳng muốn thuở nào phải thí độ đạt tài làm chủ tịch hội đồng quản trị rồi giám đốc phó giám đốc đạt sĩ Bye.
hoàng đại bồ đề tâm nguyện thể nhất thiết chúng sinh thế gian cứu tình giới thập phương hòa và hoàng quý nhất lo niết bàn thế gian cứu tình giới thập phương hòa và hoàng quý nhất lo chiến tranh, nơi đây là một chiến trường ác liệt. Hòa bình lập lại, trong quá trình xây dựng thị xã Quảng Trị, nhiều hài cốt đã được tìm thấy ở xung quanh thành cổ, và cũng biết bao nhiêu thân xác đã vùi xuống đáy sông Thạch Hãn. Hơn 30 năm, thân xác các anh vùi lấp trong một nấm mộ, không người hương khói, không một vòng hoa tưởng niệm và không một cái tên để người đời khắc ghi lên mộ trí, mà vẫn còn nằm sâu dưới đáy sông kia. Hãy thắp cho anh một ngọn đèn, dù mệt mông xa xăm, một ngọn đèn trong đêm mơ ám. Hãy thắp cho anh một ngọn đèn, dù chẳng còn hơi ấm, cho lạnh lùng thấm qua lòng anh. Hãy thắp cho anh một ngọn đèn, một ngọn đèn trăm năm, rồi thả đèn trôi trên dòng sông như tháng giêng trong đêm nguyệt rằm. Người thả đèn trên sóng cầu nguyện cho những trầm luôn. Đêm quê hương, đêm treo trên một cánh ngang, chôn nhau xong làm dấu nhớ chỗ ai nằm. Cơn mưa giông, đêm qua đông trời lạnh lắm, gió khắp bốn bề cây rừng, núi run hình bóng, mai rạng đông đến lượt ai đem chôn. Hãy thắp cho anh một ngọn đèn, dù tình đời mong manh, lòng chẳng còn trông mong gì nữa. Hãy thắp cho anh một ngọn đèn, tình còn là tin nhắn, chẳng còn đèn sẽ soi ngay không. Hãy thắp cho anh một ngọn đèn, đêm một
mình trong đêm. Anh tưởng nhìn ra em còn hơn, hãy thắp cho anh một ngọn đèn, một ngọn đèn tai biến, một ngọn đèn tóc tang rừng rừng. Việt Nam quốc quang trị an trị tinh, cư cung tổ Phật tiền thành tâm dân đến tâm hương, nguyện xin cúng dường lên mười phương chư Phật chư Bồ Tát chư hiền thánh tăng Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thần vương nhất thiết thiện thần, vì từ quan giác đạo tràng chứng minh công đức kim mà thời tòa ban trị sự tinh quan trị cùng tâm kiến lập đại trai đại bạc độ kỳ siêu. Phát Nga tâm trì đại bi chú 108 biến nguyện đem công đức này cầu nguyện cho tất cả chư vong linh, lãnh nào tất cả chư hương linh khi thác có tên không tên, tên cùng tất cả chư hương linh không phân biệt chúng tộc quái lực đại bi, mà tất cả hương linh tứ sanh lục đạo thập loại cô đẳng chúng, tất cả hương linh sống trong căn vô hình chịu nhiều khổ đau nơi địa ngục nơi giờ thành, tăng ni Phật tử đoàn kết hòa hợp yêu thương tinh tấn hỗ trợ nhau trên bước đường tu nhân học Phật đến ngày giải thoát viên mãn tất cả mọi Phật sự. Nguyện đem công đức này cầu nguyện cho tất cả chư vị lãnh đạo từ trung ương đến các tinh thần đều được sức khỏe dồi dào, tâm luôn thanh tịnh trí huệ sáng suốt để phụng sự đất nước. Nguyện cầu cho thế giới luôn được hòa bình, chư tai tiêu diệt giới hương định hương như huệ hương, giải thoát tri kiến hương quang minh vấn đại biện pháp giới cúng dường. Thank you.
mẹ khôn nguôi thổn thức. Bao năm qua dưới chân thành cổ, các anh hùng tuổi 20 ngã xuống, hồn quyền gió mây máu hòa thành hãn. Tài mã dụng bằng phó lô thiếu hóa.
Trần tế nghĩa là cấp phạt và tử chức. Đây là một hình thức bổ tỳ cho cõi âm. Vì vậy, để người trong âm giới hưởng được lời lạc, không còn bị đói khổ, hành hạ mà nhẹ nhàng siêu thoát, chúng ta phải vận dụng nghi thức đàn tràng để đạt đến năng lực vô biên từ thân, khẩu, ý, thanh tình, bởi mong tự giúp cả phong hồn. Ah, 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 ah.
sâu sắc, hợp với đạo lý làm người và đúng theo tinh thần báo hiếu vì nghĩa tình đồng bào sâu sắc của mỗi một con dân Phật tử của nước Việt thân yêu. Thật hãnh diện biết bao, tự hào biết mấy về sự kiện lịch sử đã qua. Và hôm nay chúng ta tâm nguyện cùng nhau giữ đức, giữ đạo để đạo và đời mãi mãi là một sự trường tồn, để xây dựng một cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.
một trong những việc làm thực lực là thiết lập thủy lục bình đẳng, giải oan trần tế, cứu bạt đại trai đàn trên sông Thạch Hãn vẫn là một mạch nguồn để cầu cho cha anh được siêu thoát. Ta tới đây cùng một chuyến tàu, tàu định nghiệp, ân đền oán trả, nhưng xin trả từ bi và hỷ xả, với tình thương nghĩa cử lương tri. Giàu có rồi cũng bỏ mà đi, ai đem được cái gì khi nhắm mắt. Trong cuộc sống quyết tâm niệm Phật, giờ lâm chung gặp mặt thánh hiền, Hoa Liên chỉ đợi bạn có duyên, tu tịnh nghiệp về miền Cực Lạc, Phật Di Đà giang tay đón rước, đứa con yêu lạc bước về nguồn. Dòng sông linh thiêng, dòng sông máu lửa, hồn ai đó những anh hùng liệt sĩ đang chơi vơi trên sóng nước quê tôi. Dòng Thạch Hãn một thời u uất, sắc màu hồng nhuộm tím đỏ cả hoàng hôn. Dòng sông yêu thương thành dòng sông màu lửa, các anh qua sông ngày ấy không về. Quảng Trị ơi, Thạch Hãn ơi, đã qua rồi đêm chìm trong lửa tôi. Vẫn nghe đâu đây tiếng bom gào đàn xé, bóng loạn quân tiến vào thành cổ. Người tiếc người nằm lại đáy sông sâu, viếng dòng sông mồ chung bao liệt sĩ. Đôi chít khăn ta bằng dòng nước trên sông nước, những linh hồn bất tử, những con người dũng cảm vì tôi.